Em xin chào các bác Yola trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì em vẫn lên những cái mặt hàng lan rừng gửi tới các bác nhé. Đây là một giò cáo 2 cây này các bác này. Cây này nó bị lỗi lá này. Cái đầu ngọn này nó lỗi lá này các bác nhé. Đấy. Một mẹ một con nhé các bác nhé. Mã số 1 nhé các bác nhé. Có giá là 100.000. Có giá là 100.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 1 nhé. 100.000. Mã số 1. Cáo mã số 2 này. 5 cây nhé các bác nhé. 5 cây đẹp VIP như này nhé. Có giá là 450.000 nhé các bác nhé. 450.000 cho mã số 2. Cáo rất là VIP nha các bác nhé. Riêng những cái cây cáo Lai Châu như giống này nó là cáo giống thôi, nhưng mà chất cây rất là đẹp luôn. 450.000 cho mã số 2 cáo Lai Châu. Mã số 3 này các bác này. Mã số 3 này, đây là một giò kiều siêu tím này các bác này. Kiều siêu tím này, nụ tím ngắt này các bác này. Đấy. Cái nụ này nụ bói thôi. Mã số 3 nhé các bác nhé, có giá 450.000. 450.000 để cho bác các bác xem lại cái nụ này, tím ngắt luôn này, kiều siêu tím này. Đấy, tím ngắt như này nhá. 450.000 cho mã số 3, kiều siêu tím. Mã số 4 này, một chậu kiều siêu tím to hơn này các bác này. Có giá là 550.000 nhé các bác nhé. 550.000, cái này thì nó không có lụ đâu nhé các bác nhé. Cái kia tự nhiên nó bói ra một cái nụ. 550.000 cho mã số 4 nhé. Kiều này kiều siêu tím nhé các bác nhé. Siêu tím. Mã số 4 550.000. Mã số 5 này các bác này. Một giò kiều mỡ gà này. Kiều mỡ gà nhé, có giá 350.000 nhé. 350.000 cho mã số 5. Kiều mỡ gà, mỡ gà, kiều mỡ gà thì hoa nó vàng óng nha các bác nhé. Hoa nó vàng óng đẹp cực kỳ luôn. Nó vàng như mỡ gà, thành chùm một. Cực kỳ đẹp. 350.000 nhé các bác nhé, cho mã số 5. Mã số 6 này các bác này. Một giò kiều vuông Lộc Bắc này. Kiều vuông Lộc Bắc này. Mã số 6 nha các bác nhé. 250.000. 250.000. Cái này hình như đang nụ đấy các bác ạ. Em thấy là một số cái đây này. Một số cái nó đang sưng hết nụ đây này. Đấy. Thân này cũng sưng nụ này. Thân này cũng đang sưng này. Số 6 250.000 nha các bác nhé. Kiều vuông Lộc Bắc. Số 7 này các bác này, vẫn là kiều vuông Lộc Bắc này. Số 7 nhá. Cũng 250.000 nha các bác nhá. Kiều vuông Lộc Bắc nó đang ra mầm này các bác này, đang ra mầm rất là đẹp luôn nhá. Số 7 cũng 250.000, kiều vuông Lộc Bắc. Số 8 này các bác này. Số 8 này, kiều trắng nha các bác nhá. Kiều trắng lắm ít rất là VIP luôn. Đẹp long lanh. Số 8 nhé, 300.000 nhé các bác nhé, kiều trắng nhé, các bác nhìn đẹp chưa? Về các bác có thể là bỏ cái chậu này đi, các bác thay cho cái chậu mới à? Từ giờ đến cuối năm nó còn đẻ rất là nhiều nhé, cái này nó cứ đẻ liên tục nhé các bác nhé, nó cứ thắt ngọn cái cứng cây cái này nó đẻ. 300.000 nhé các bác nhé, cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này, vẫn là kiều trắng này, 300.000 tiếp nhé. 300.000 cho mã số 9 này các bác nhé. Đấy, kiều trắng đẹp long lanh luôn nhé các bác. Mã số 10 này các bác này. Mã số 10, đây là một trụ Đai Châu Buôn Đôn nhé các bác nhé. Mã số 10 nhá. Một trụ châu Buôn Đôn. Cái này thì đấy, đang có nụ nhá.
Cái cây này một nụ hai nụ này, hai nụ này. Cây này thì bắt đầu có hiện tượng sưng nụ đây. Đấy. Mã số 11 nhé các bác nhá. Cái này mã số 11 nhá. Hai cây trâu VIP như này nhá. Đấy. Cái này thì nó hơi bị lứt lá một tí nha các bác nhá. Nó hơi bị lứt. Lứt không vấn đề gì nhá. Có giá là 380.000 nha các bác nhá. 380.000 cho mã số 11. Mã số 10 hay 11? Mã số 12 nhé các bác nhé. Mã số 12. Mã số 13 này các bác này. Chất đẹp chưa các bác? Mã số 13 nhé. Có giá 450.000 nhé các bác nhé. Thôi lấy các bác 400 thôi. 400 thôi nha các bác nhé. Mã số 13, 2 cây. Rất là VIP đấy, em quay rõ cho các bác nhìn nhá. Hai cây như này nhá. Đấy, quay rõ cho các bác nhìn như này nhá. Hai cây. Đấy, chất lá đây. Chất lá đây. VIP như này nhá. Đấy. Châu thì nhà em rất là nhiều nhá các bác nhá. Tiếp theo này. Mã số 13 này. Mã số 14 nhá. Mã số 14. Hai cây như này nhá, cũng đang nụ nhá. Cũng đang em thấy có nụ nó thò ra rồi đây này. Mã số 14 nhá các bác nhá. Đấy. Mã số 14 của em vừa rồi có giá là 400.000 nhá các bác nhá. Tiếp theo mã số 15 này. Mã số 15 này, trâu này. Hai cây này. Mẹ con này các bác này. Mã số 15 nha các bác nhá. Có giá là 380.000. 380.000. Cái này là chưa gồm chậu đâu nhá, cả chậu là 400 nhá thôi. Em cứ báo là 400 em gửi cả chậu cho các bác nhá. 400.000 cho mã số 15 nhá các bác nhá. 400.000 mã số 15. Mã số 16 này các bác này. Một trụ trâu đỏ này. Trâu đỏ nha các bác nhá. Mã số 16 nhá. Trâu một trụ cây này là cây trắng nha các bác nhá, một cây trắng một cây đỏ nhá. Mã số 16 nha các bác nhá, có giá là 600.000 nha các bác nhá. Có giá là 600.000 cho mã số 16. Mã số 16 là một cây trắng một cây đỏ nhé các bác nhá. Mã số 17 này, trâu đỏ này các bác này. Mã số 17 này là trâu đỏ nhá, có giá là 600.000. 600.000 nhé các bác nhá. Đấy, trâu này nó là trâu Thái nhé, nó không phải là trâu buôn đôn nhé các bác nhá. Đấy, trâu này nó là trâu Thái không phải trâu buôn đôn nhé. 600.000 cho mã số 16, 17. Mã số 18 này các bác này, đây là trâu buôn đôn nhá. Mã số 18 nhá. Có giá là 550.000 nhá các bác nhá. Mã số 18 nhá. Cái này thì đang nụ rồi nhá, cái loại trâu rừng trâu buôn đôn này thì nó đang nụ hết rồi nhá các bác nhá. Cho mã số 18 nhá. 550.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này. Tam bảo sắc này. Đấy, tam bảo sắc này. 200.000 nha các bác nhá. 200.000. Cho mã số 19 nha các bác nhá. Mã số 20 này, tam bảo sắc này. 250.000 nha các bác nhá. Mã số 20 tam bảo sắc 250.000. Mã số 21 này các bác này, một giò kiều vàng này. 180.000 nha các bác nhá. Kiều vàng 180.000.
Mã số 22 này, một siêu phẩm đấy các bác này. Mã số 22 nhá. Một trụ tam bảo sắc VIP như này nhá, có giá là 550.000 nhá. Mã số 22 nhá các bác nhá. 550.000. Tam bảo sắc mã số 22. Mã số 23 này các bác này. Một giò hạc vĩ khủng này. Các bác nhá, cái này mà nở hoa thì đẳng cấp luôn nhá. Mã số 23 nhá các bác nhá. Có giá là 550.000 nhá các bác nhá. 550.000 một giò hạc vĩ khủng như này nhá. Đấy, như này, đây. Đấy các bác nhìn kỹ nhá. 550.000. Cho mã số 23 nhá các bác nhá. Mã số 24 này các bác này. Vẫn là hạc vĩ nhá. Cái dòng này thì nó thuộc cái dòng lá mít đấy nha các bác nhá. Mã số 24 của em có giá là 500.000 nhá các bác nhá. 500.000 cho mã số 24 nhá các bác nhá. Hạc vĩ lá mít, đẹp long lanh, thân thủ mập ú luôn nha các bác nhá. Mã số 25 này các bác này, vẫn là hạc vĩ nhá. To bự như này nhá, có giá 700.000 nhá. Đấy, mã số 25 nhá các bác nhá. 700.000 một trụ như này nhá, một chậu to như này nhá. Mã số 26 này các bác này, chồn này. 200.000 nha các bác nhá. 200.000. Mã số 26 đuôi chồn nha các bác nhá. Mã số 27 này các bác này. Kiều tím miền Trung nhá. 300.000 nha các bác nhá. Cho mã số 27 nhá. Kiều tím miền Trung. 300.000. Mã số 28 này các bác này, một giò kiều vuông tiếp này. Có giá 300.000 nha các bác nhá. 300.000 nha các bác nhá. Cho mã số 28 nhá. Mã số 29 này các bác này. U lồi nhá. Một thân, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa nhá. Có giá là 250.000 nha các bác nhá, cho mã số 2 số 29 nha các bác nhá, u lồi nhá. Bác nào mà lấy thì báo em u lồi mã 29 nhá. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhá. Em xin chào các bác.